Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, bố thí Ba La Mật Đa và tánh của bố thí Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba La Mật Đa cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, bố thí Ba La Mật Đa và tánh của bố thí Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba La Mật Đa cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, bố thí Ba La Mật Đa và tánh của bố thí Ba La Mật Đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí Ba La Mật Đa cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Này khánh hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này khánh hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này khánh hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này khánh hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này khánh hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này khánh hỷ, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của bố thí ba la mật đa cùng với quả vị giác ngộ cao tổ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này khánh hỷ, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Vì sao? Vì tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện,
Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh nhỉ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo? Này khánh nhỉ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo? Này khánh hỉ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này khánh hỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này khánh hỉ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này khánh hỉ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Này khánh hỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ? Này khánh hỉ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ? Này khánh hỉ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ không hai, không hai phần. Này khánh hỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?
Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng.
Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với 10 lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát?
Này Khánh nhỉ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh Hỷ, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn tịnh lự cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh Hỷ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tụ tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Này khánh hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Này khánh nhỉ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh nhỉ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh nhỉ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này khánh hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này khánh hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ? Này khánh nhỉ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ? Này khánh hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Này khánh nhỉ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Này khánh hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện? Này khánh hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện? Này khánh hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không. Vì sao?
Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần, này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này khánh hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này khánh nhỉ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này khánh nhỉ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này khánh hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Hết quyển thứ 120. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này khánh nhỉ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này khánh hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát
vân vân làm phương tiện. Vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Khánh Hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Khánh Hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Này Khánh Hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Này Khánh Hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh Hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh Hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?
Này Khánh Hỷ, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì sao? Vì tánh không của tám giải thoát cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện? Vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện? Vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổ xác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh không hai, không hai phần.
Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng ngư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Nhì, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Hỷ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn niệm trụ cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Khánh Hỷ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không. Vì sao? Vì tánh không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc,